Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng mình tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Thưa các bạn, trước đây vào một thời điểm mà admin đã chia sẻ với anh em một cái dự án để chúng ta nhận token THXU, một token trên mạng Solana. Và thời điểm này thì admin vui mừng thông tin anh em là 2.000 ví may mắn thì đã nhận token, và admin đã có thông tin về những cái ví mà may mắn ăn token này cho anh em trong cái video ở một cái bài đăng ở trên Telegram trước đây. Ở thời điểm này token đã trả rồi, và anh em nào về token thì chúng ta có thể đem lên trên sàn Raidu chúng ta bán. Vì có rất nhiều ví cùng nhận airdrop vào trong thời điểm đang nửa đêm thế này nên có nhiều người đang ngủ, và nếu như anh em không bán kịp thì có thể sáng mai giá sẽ còn cái nịt đấy. Cho nên anh em mình khuyên anh em nếu có chúng ta có thể tranh thủ bán thời điểm này. Hiện nay giá thì đang khá là hợp lý để anh em có thể xả ra nhé. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em flow này, và hy vọng là nhiều anh em trên kênh chúng ta sẽ kịp thời bán token THXU trong thời điểm này. Anh em nhớ là token này trên ví Solana nhé, còn chúng ta sẽ bán ở trên Raidu và em mình sẽ dẫn link lại cho anh em nhé. Bây giờ thì mình xin nói lời chào và xin hẹn lại anh em video tiếp theo. Xin chúc mừng tất cả anh em.